rất vui để báo tin. Và lời đầu tiên là cảm ơn quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Tin vui cái ngày hôm nay là gì? Là ngày hôm nay mình đã mời được hai người, tại vì nhỏ tuổi hơn mình, nhưng mà thôi cứ kêu là anh chị đi ha. Nhỏ hơn vài tuổi thôi, chứ không có nhỏ hơn nhiều. Nhưng mà hai người này, tại sao mà mình cần phải chia sẻ với các bạn? Vì đây là hai kênh rất là lớn, mà hai kênh này họ chỉ giúp cho mọi người ở trên cộng đồng mạng chúng ta. Hiện tại bây giờ thì còn bực mí, chưa nói người đó là ai. Chứ nếu mình nói ra rồi thì các bạn dư sức biết người đó là ai. Chính người đó là người thấy mình, họ nói là lúc này mình thay đổi đề tài, họ thấy tội nghiệp mình quá, và họ nghĩ rằng làm sao mình có đủ giờ để mình có thể làm được như vậy. Cho nên là mấy anh chị em trò chuyện với nhau thì mình cũng có ý mở lời. Thế là anh chị đã đồng ý. Cái group của tụi mình quyết định là đầu tháng sẽ gửi kênh đó đến với quý vị và các bạn. Các bạn có bất kỳ một cái nỗi oan nào, thí dụ như bây giờ cái vấn đề trên mạng xã hội họ lừa gạt nhau rất nhiều, các bạn có thể chia sẻ để cho tất cả các bạn chúng ta biết để phòng tránh. Các bạn buồn, các bạn muốn tâm sự, các bạn khóc, mình cũng sẵn sàng nghe. Cái bổn phận của mình là gì? Là ngồi nghe, nghe các bạn tâm sự, chia sẻ. Mình vẫn dành cho các bạn mỗi một ngày 3-4 tiếng, chứ thật sự ra 6 tiếng thì mình làm không nổi. Cái đó nói thật. Mấy tuần trước nay thì mỗi một ngày 5 tiếng, 6 tiếng, nhưng được khoảng 2 tuần thôi à. Thật sự nha, ngày hôm nay mình đuối như trái chuối luôn á. Cho nên là bây giờ thì được cái sự hợp tác của các anh chị này thì mình sẽ làm 4 tiếng thôi. Trong 4 tiếng đó các bạn có thể được một bạn, hai bạn hoặc ba bạn. Mỗi một bạn thì chúng ta có thể rút ngắn cái câu chuyện lại khoảng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi là tối đa, để dành cho người khác. Vì những cái tâm sự buồn thật sự quá nhiều. Và một điều quan trọng nữa, cái này nói mít lòng trước thì được lòng sau. Tại vì mấy tuần nay mình được các bạn tâm sự, mình hiểu, mình thông cảm. Nhưng mà có bạn hỏi mình rằng: chị ơi, sao câu chuyện của em kể với chị lâu rồi mà chị chưa đăng? Lý do là tại sao? Không phải là chị chưa đăng, nhưng mà vì quá nhiều chị chưa đăng được. Với lại video của em thì chị cần phải cắt rất là nhiều. Vì lúc đó em giận, em chửi, nói chung là những cái lời chửi của em nó vi phạm vào cộng đồng của YouTube. Cho nên mình có đăng lên cũng không được. Nhưng mà chị hiểu được cái tâm trạng của em, vì sao em phải dùng những cái lời nói đó. Chị hiểu, cho nên chị lắng nghe. Sẵn video này chị cũng xin nói với em, những cái chỗ nhạy cảm, những cái chỗ vi phạm vô cộng đồng của YouTube, chị sẽ cắt bỏ. Tất cả các bạn tâm sự với mình sẵn sàng lắng nghe. Nhưng không phải là video nào cũng đăng được. Lắng nghe các bạn, sau đó mình phải gửi cho group. Group là chuyên nghiệp. Group này là cũng ở trong YouTube. Các anh chị này thì professional rồi, giỏi lắm. Các anh chị sẽ xem lại, và sau đó sẽ làm ra một video thật hoàn chỉnh, thật đẹp và thật hay. Khi đăng lên rồi, các bạn có thể download lại cái video đó để các bạn để dành làm kỷ niệm. 1 năm, 10 năm, 20 năm, cái video đó các bạn sẽ thấy và các bạn sẽ xem, các bạn sẽ nhớ lại. Nó có rất nhiều chuyện vui buồn lẫn lộn, nhưng đó là một cái hay. Các bạn đã giúp cho cộng đồng, chia sẻ với cộng đồng. Hoặc là có ai đó muốn tìm một người phối ngẫu cho mình. Khi video đăng rồi, biết đâu có một anh chàng nào đó thấy bạn dễ thương, hoặc là có một cái hoàn cảnh phù hợp với họ, họ muốn tiến tới với các bạn. Khi nào group đã chia sẻ video của các bạn rồi thì các bạn tự tìm hiểu nhau, không có liên quan tới mình nữa.
Thí dụ anh A thích chị B có thể vào bình luận. Tại vì sao? Vì chị B coi được những cái bình luận đó và chị B sẽ trả lời với anh A và sẽ hẹn hò với nhau ở trên đó. Kênh của mình chỉ là cái nhịp cầu cho các bạn bước đi, bước đến gần nhau, chia sẻ những nỗi buồn vui với nhau. Một mình thật sự mình không đủ sức để làm. Có nhiều bạn đã 10 ngày rồi, video mình làm rồi luôn nhưng cũng chưa đăng được. Ngày hôm qua định đăng một cái video của một cái cô em này thì lại có một cái chị lớn tuổi quá và chị năn nỉ quá. Với lại video của chị thì không có phải sửa đổi gì nhiều, cho nên là phải đăng cho chị. Đó là lý do một mình thật sự mình làm không nổi các bạn. Mỗi một ngày dành vài tiếng cho các bạn, sau đó mình phải làm cho mình nữa, rồi kế tới nữa edit video rất là lâu các bạn. Mà mình thật sự không có là chuyên nghiệp về YouTube. Về YouTube mình không biết gì nhiều cả. Mình chỉ biết bình thường làm ra video, edit lại một chút rồi đăng lên thôi. Còn ở trong cái phần YouTube nó bắt mình ghi cái gì, thật sự là mình chưa biết được làm những cái đó. Cho nên có nhiều bạn nói rằng chị ơi sao kênh của chị bị tắt quảng cáo. Không phải đâu, mình chỉ đăng lên, mình chưa có hoàn chỉnh, để cho các bạn coi cho đã đi, không có quảng cáo. Rồi sau đó cái cô bé giúp cho mình, cổ rảnh rỗi cổ mới vào cổ làm lại cho đúng của YouTube. Những video nào đã được cổ chỉnh sửa, cổ làm lại đàng hoàng rồi thì các bạn thấy quảng cáo. Còn những video nào mà các bạn thấy không có quảng cáo, hoặc là chỉ một cái quảng cáo đầu, hoặc là gì gì đó thôi, nói chung là không có chuyên nghiệp, chưa đẹp đó, thì tức là chưa làm. Mình chỉ kịp làm và đăng lên, sau đó phải nhờ lại một cái cô cháu cổ sửa. Mình muốn được chia sẻ với các bạn những cái nỗi buồn vui, những cái góc khuất trong cuộc sống, những cái tâm sự mà đôi khi chúng ta không biết tỏ bày cùng ai. Mình muốn lắng nghe. Các bạn có những nỗi niềm thì hãy liên lạc với mình. Bắt đầu tháng đi ha, để cho rất chuẩn bị, đâu đó hoàn chỉnh ra một kênh rất hay để chia sẻ những nỗi oan khuất, những nỗi buồn, những tâm sự của các bạn. Và đó cũng là cái nhịp cầu yêu thương đưa các bạn đến gần bên nhau. Mình hy vọng với cái sự mát tay của mình, và mình luôn sẽ cầu xin Đức Mẹ để mong cái nhịp cầu đó sẽ đưa các bạn được đến gần với nhau. Mà phải chắc kìa, chứ không phải là đến bữa nay rồi tuần sau bye bye, mình không thích như vậy. Bởi vậy đừng có vội vàng gì cả. Ông bà ta có câu nói dục tốc bất đạt, chẳng thà chúng ta chậm mà chắc, đúng không ạ? 10.000 người coi, 1.000 người coi, chỉ cần một người thôi họ muốn đến với các bạn, đó cũng là một niềm hạnh phúc cho cả group tụi mình rồi. Các bạn nào mà đã ghi ở trên Facebook cho mình rồi, mình vẫn nhớ. Thì từ bây giờ cho tới ngày một tay, ngày nào mình rảnh, giờ nào mình rảnh, mình sẽ liên lạc với các bạn. Video các bạn chia sẻ, mình lắng nghe, sau đó mình gửi cho group. Tại vì group sẽ sàng lọc lại xem video đó có bị vi phạm của cộng đồng hay không. Nếu có thì họ sẽ cắt bớt và họ sẽ sửa lại. Điều đó thì mình biết chắc chắn là có chứ không phải không. Vì trong lúc các bạn đang bực bội tức tối thì ai cũng có, thậm chí mình cũng có. Cho nên là cái gì cắt bỏ thì chúng ta nên cắt bỏ. Và sau đó sẽ tặng lại cho quý vị và các bạn một video thật hay, thật là hoàn chỉnh để dành. Đó là cái niềm vui mình muốn được các bạn chia sẻ cùng với mình. Thời buổi bây giờ, nhờ qua mạng xã hội, chúng ta mới có thể biết nhiều như vậy, chúng ta mới có thể trò chuyện tâm sự với nhau. Mình hy vọng rằng ngày một tây tháng 4, tất cả mọi việc sẽ được xong xuôi. Và mình sẽ xin trình làng, sẽ xin gửi đến quý vị và các bạn trong một cái kênh đó. Nhịp cầu yêu thương, các bạn cứ từ từ, chậm chậm, bước từng bước, nhưng bước nào nó chắc bước đó là
mình nói thật, cách đây 2 ngày mình có bị một người, cô em đó thì đã nhờ mình cũng mấy tuần rồi, chị ơi xong tìm ai cho em, nhưng mà thật sự vì không có ai phù hợp với cô em đó cả. Thì chỉ mới ngày hôm kia thì cô em đó nói với mình rằng: chị ơi, có một cái anh nào đó đó, ảnh viết ở trên đó cho em, ảnh xin cái bên Facebook em cho, và ảnh muốn vào trò chuyện với em. Thì mình nói: ô vậy hả, mình cũng rất mừng. Nhưng tới ngày hôm nay, cũng trên cái Facebook đó, mình nhận được một tin nhắn: chị ơi, em là bạn trai của chữ K đó, các bạn tên là chữ K đó, bạn gái em nó giỡn chơi với chị thôi, đừng có giận nha chị, nó không có tìm ai đâu. Đó, các bạn thấy không? Cho nên đó là lý do khi các bạn vào cái sân chơi của group tụi mình, thì mình mong các bạn đừng đùa giỡn, hãy chân thật đến với nhau. Các bạn chân thật, các bạn sẽ tìm được những sự chân thật. Các bạn quý mến khán giả thì sẽ có khán giả quý mến các bạn. Đó là cái luật rồi, đúng không ạ? Khi các bạn chia sẻ video, mình sẽ hỏi ý kiến các bạn. Sự quyết định là ở các bạn. Các bạn đồng ý thì video đó sẽ được đăng lên, chia sẻ rộng rãi để cho mọi người học hỏi. Tiếng nói của các bạn không phải là những câu chuyện kể của mình. Những câu chuyện kể của mình nó sẽ nằm ở bên kênh CC Cuộc Sống Mỹ. Những câu chuyện kể nó là khác, nhưng đây là các bạn tâm sự, giọng nói của các bạn. Và các bạn phải cho khán giả biết rằng các bạn là ai. Chính các bạn là người giới thiệu. Đó là niềm vui của ngày hôm nay, mình muốn được chia sẻ với cả nhà. Mình được sự đồng ý của anh và của chị này, mình cảm thấy rất happy. Sẽ được chia sẻ rất nhiều câu chuyện hay và nhiều điều đáng để chúng ta học hỏi. Sẽ được là nhịp cầu yêu thương đưa các bạn đến với nhau, sẽ không bỏ sót một bạn nào. Và rút kinh nghiệm của những cái sự chia sẻ của các bạn đến với khán giả. Đó là niềm vui của mình ngày hôm nay, xin thông báo với quý vị, các bạn và các anh chị em. Và bây giờ mình xin tạm dừng video ở đây. Kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video sau. Xin chân thành cảm tạ.